Hello Nam, bữa nay mình muốn làm thêm mẹo nữa. Mình thích mẹo, mình thích mày mò cái đàn guitar. Thì mình nên biết một cái chuyện này, một cái này nó rất là vui, nó rất là dễ đúng không? Nhưng mà nó rất là vui, nghĩa là khi mà mình đánh hai nốt này là một cái quặng hai trưởng đúng không bạn? Thì nếu mà mình đánh quặng hai trưởng ở đây á, thì đây cũng là quặng hai trưởng, đây cũng là quặng hai trưởng, đây cũng là quặng hai trưởng. Thứ nó chỉ khác cái cao thấp thôi. Này nè, nó là một thứ nó cũng y hệt nhưng mà nó cao hơn thôi, đúng không bạn? Bạn nắm cái đó không? Nó chỉ vậy thôi đó, nó không khác gì hết, không khác gì. Thì mình nhờ cái đó, thì nhờ 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 một cái nhìn nhận đơn giản như vậy, bạn có thể mò được âm dài trưởng hoặc thứ thiệt là nhanh các bạn, thiệt là nhanh. Lý do là để mình để mình nhanh chóng biết, tại vì mình chưa thuộc đúng không? Mình chưa thuộc mà mình cũng chưa thuộc hết tất cả. Ví dụ như mình nói son thứ có gì, son trưởng có gì, mình cũng quờ quạng một hồi, mình quờ quạng hồi. Thì ví dụ như mình đang đánh đờn có đông người vậy, mình đâu có vợ sách hay vợ vợ hay có gì để mình ấy, thì mình chỉ có cái cần đàn để mình chỉ có cái cần đàn thôi, mình không còn cách nào. Mình với khách là khác, thì nếu son vậy á thì mình phải cái mà mình luôn luôn thuộc á là mình thuộc cái công thức của âm giai trưởng các bạn. Cái này nó quan trọng vô cùng. Mình có cái link ngay đây nè ha. Thì cái công thức của âm giai trưởng là vậy nè: sợ hai ba bốn năm sáu bảy tám nào. Thì mình chỉ có cái cần đờn thôi, thì mình đánh, thì mình vừa mới làm vậy xong thì mình nói, mình mới biết là ô vậy tôi biết hết đó, hết hết âm giai, biết âm giai trưởng có gì chắc chắn luôn, là trưởng nè, thứ nè trưởng nè, trưởng nè, thứ nè, các bạn ha. Mà cái này là hợp âm relative minor ha, sáu tương ứng, rồi tới tới đây nữa là cái hợp âm dìm, rồi cuối cùng là tới nó, các bạn ha. Ok, hai cái đó là hai cái bạn nên thuộc, bạn nên biết, để chỉ để vậy là mình biết nó có hợp âm gì rồi, vậy là mình biết nó có hợp âm gì rồi. Ít nha, mình cũng biết là ví dụ như người ta đang đánh son thì mình biết thế nào. Xin lỗi, mình cũng biết, mình cũng có thể làm được như vậy các bạn, mặc dù nó không hay lắm đúng không, nhưng mà mình cũng 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 không có bị kẹt, mình không có bị đỡ luôn thôi bạn ha. Ok, cái này là cho người mới mới thôi. Thì đó, nhờ như vậy mình có thể biết luôn được, khi mà mình biết được một cái tại vì nó cái cần đàn này nó song song mà, và mình nói nè thì mình làm y hệt vậy. Ở ở ở cái sợi dây dưới này thì mình sẽ ra đô liền. Theo mình nghĩ các bạn nên thuộc hai cái này, nên thuộc cái pattern này này nè, nè đô này à, thuộc thuộc mình thuộc theo cái chấm, cái dấu chấm này. Hôm bữa mình làm cái bài về dấu chấm, mình mới nghĩ ra cái này nó rất hay bạn. Nó thấy nó đơn giản, có nhiều người nhìn nó ngu nhưng mà nó không ngu đâu. Khi nào mình đánh thực tế mình sẽ thấy các bạn ha. Để pha này, pha son la si, si 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 giảm liền. Nếu mình theo mình đúng luật thì mình không có, không mình không có phải lo là mình biết pha có gì. Cái nó dìm này nó hơi căng cho nên mình phải suy nghĩ chút. Ok, thì mình có được, nếu mà mình bắt đầu từ cái ngăn thứ ba này, mình có được một số hợp âm rồi, một số âm dài rồi bạn, đúng không? Mình có những âm dài rất là thông dụng nè, son này, mình có đô này, mình có pha này, mình có si giảm nè, si giảm rất thông dụng, si giảm này thì mình coi si giảm nó có gì. Si giảm nè, si đô rê mi, mi giảm, fa son la si giảm, có mi giảm và si giảm thì mình đánh, nếu nếu mà này là si giảm thì mình đánh vậy, si si nè, si nè, không phải si giảm ta, đúng rồi, si đô si đúng không ta, đô là mình dùng triad ha, si đô rê mi fa fa rồi ta son. Này là son, này là cái relative minor,
son 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 mới kêu tôi là la son đâu ta son son la. Nhưng mà lần này mình phải đánh về tại vì nó là dìm, phải không? Dìm đến năm mình giảm xuống cái ra si rồi từ cái mình biết ngay tức thì, mình biết nhanh chóng liền. Hy vọng là mình làm nhiều lần như vậy thì mình sẽ không cần làm nữa, phải không? Nhưng mà cái này mình đang học mà, đúng không bạn? Nên mình nhớ cái pattern, mình nhớ cái vị trí, cái pattern của nó trong ngăn nào luôn. Mình rất là ghét học ngăn với dây, nhưng mà cái này mình nên. Đúng rồi, đó là cái chưa. Đây này là gì đây? Rê trưởng này bạn, rê trưởng này. Rê mi fa thăng son la si đô thăng rê. Đúng rồi bạn, mình lòi ra hết rồi. Mình không có cần phải khắc cái gì, khắc cái không phải xăm mình cái vòng tròn hoặc năm lên trên tay để nhìn có nhớ không các bạn ha. Đây này, tiếp theo thì son nó lặp lại ở dưới ở trên thôi, ngon lành. Ok các bạn, đó là mình có được từ trên đây, mình có được năm cái âm dài rất là thông dụng của trưởng rồi, đúng không bạn? Đúng không? Ok. Mình có thể làm tiếp bạn, mình có thể làm tiếp nhưng mà cái mình làm một cái vậy đủ rồi, tiếp mình làm một cái trưởng nữa. Thì nếu mà bạn bén, bạn nhìn thấy mình làm này, bạn có thể tự chế ra riêng mình, không cần mình phải nói nữa, đúng không? Các bạn tự chế ra. Bây giờ thứ thì mình rất thích thì mình đánh dây lỏng luôn bạn ha. Thì 1 2 3 nè, mì pha son nè, 1 2 3 mì pha son. Nó ở cái ngăn nào nha bạn, nhớ ở cái ngăn nào, dùng cái dấu chấm này để nhớ nó. Mi fa son la, mi fa son la si do re mi. À lộn, xin lỗi. Rất lợi hại bạn. Mi fa son la si do re ti 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 ti. Đó là ra. Thì các bạn nhờ vậy các bạn có những cái nốt trong âm dài thứ mi thứ không, thì nó tất cả đều nốt tự nhiên hết trừ cái nốt pha thăng này ra thôi. Đó, thì giống như hình giống này mình nói mi xong rồi tới pha đúng không? Son mi pha son. Ok, mi fa son đúng không, là si thứ đúng không, si đô trưởng, rê trưởng, rê bảy đó bạn, rê mi. Mình có được hợp âm mi trưởng, đúng không ạ? Nhớ như vậy luôn, khi mà mình nhớ như vậy mình nói ôi chết cha, quên công thức âm dài thứ nó như thế nào rồi, thì nó có một cung nửa cung, một cung một cung nửa cung, một cung một cung một cung. Ok các bạn ha, thì nhớ này, 1 2 3 tại sao nửa cung để cho nó thành ba thứ, ba này 4 5 6 5 6 là nửa cung, bay 8 mà cái bảy tám nó một cung chứ nó không có nửa cung giống như chữ này, là thứ tự nhiên các bạn. Ok, thì mình có được, nếu mình đánh vậy thì mình có được nè, mi thứ này, la thứ nè, ha, rê thứ, trời rê thứ quá thông dụng luôn. Rồi rê mi fa son la si giảm đô rê, đúng không? Ngon lành các bạn ha. Ok, mình có một âm son thứ quá thông dụng, đúng không? Ai cũng đánh. Coi thử âm son thứ có nốt gì, son la si si giảm đô rê, rê bình thường la si đô rê mi này mi giảm fa son, xong nó có gì, nó có si giảm và mi giảm. Ok. Có thêm người được si thứ, quá thông dụng, ai mà kêu
gái, nhất là gái hay hát si thứ, nói em muốn hát si thứ anh, thì mình sao mình biết si thứ có cái gì. Si đô đô thang rê mi pha thang son la si, xong. Mi fa son la si do re mi di 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 di. Hai cái trước mình đánh sai, mình nhận ra liền mà mình nghe nó kỳ kỳ được. Ok, ok rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó là ít nhất các bạn nên thuộc hai vị trí đó. Thứ nhất nè, cái mà mình nói, cái mà mình hôm bữa mình làm ở trong cái vụ chú chấm này nè, nhưng mà cái bữa đó mình làm nhanh quá không, thì mình làm vậy đó, các bạn nhớ tiếp nhớ lại. Mà nếu mà các bạn thích có thêm nữa thì mình có thể có một cái thứ nữa, cái pha thăng thứ cũng hay đánh nè, đúng không mình làm này, pha thăng thứ này, đúng không? Mi fa son la si do re fa, đúng không bạn này, 1 2 3 4 5 6, nhớ là 5 6 là nữa. Dài pha thăng thứ nữa ha, cũng đỡ đúng không? Đâu tại đâu nè, thêm âm dao si, mặc dù mình có si lúc này rồi mà ở đây cũng làm cũng được. Si ha bạn, si này mi mình có thể đánh mi ngay đây còn ha, lá. Này gì đây, đô thăng phải không ta, này là đô thăng, đô thăng đô thăng thì ít xài, nhưng mà thôi mình làm luôn. Lại pha thăng thứ lại, ok các bạn, ok đó là mình có thể làm vậy. Không muốn đánh nữa, không nữa cũng được em. Đây nhớ nhiều quá bạn, nhớ vừa thôi mà nên mình có thể đánh phà sơn la si đô re mi fa, không để lấy cái chưởng nữa, thôi làm luôn đi ha. Phà sơn la si đô re mi fa, nhớ nó nằm ở cái khuôn nào nha bạn, thì mình làm tiếp cái này. Si giảm ha, si giảm có gì, mi giảm mình đánh bậc 4. Mi giảm, son giảm. Làm lại, son giảm. Pha thường, pha thăng, đúng rồi pha. Ok các bạn. Có được ít nhất 10 cái giảm và 10 cái chưởng và 10 cái thứ. Cái thứ 10 cái thứ ở đây, 10 cái thứ với open, 10 cái giảm. 10 cái chưởng ở đây và 10 cái chưởng ở đây. Ok các bạn. Đây là quá nhiều âm dai rồi. Dạ. Yeah. Không, mình có thể nhanh chóng làm ra thay vì mình phải, nếu mà bạn lười nhớ, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình mà bạn theo mình tập này hồi tự nhiên nó nhớ luôn, không mình đừng có ráng nhớ. Mình cứ tập nó đi rồi từ từ nó nhớ. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.